Mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ nói một chút về tiểu sử của Khương Dừa Channel các bạn ha. Đây, Khương Dừa là ai? Thì trên màn hình các bạn đã nhìn thấy đây là kênh của Khương Dừa ha. Khương Dừa tên thật là gì? Khương Dừa tên thật là Trần Thế Khương ha. Trần Thế Khương là chủ nhân kênh YouTube với hơn, các bạn đã nhìn thấy, 4,56 triệu người đăng ký. Đó là thời điểm hiện tại ha. Đồng thời anh cũng là một nhân tố bí ẩn đứng sau việc sản xuất các chương trình lớn như Thách Thức Danh Hài này, Đấu Trường Tiếu Lâm này, Giọng Ả Giọng Ai này. Khương Dừa chiếm vị trí vô cùng quan trọng, góp phần làm nên thành công và sự đa dạng cho một công ty truyền thông và giải trí lớn ha. Đó. Tên thật của Khương Dừa là Trần Thế Khương, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1984. Vợ của bố Khương Dừa là nghệ sĩ cải lương Mẫn Thanh, quê quán Bến Tre ha. Nghề nghiệp đạo diễn, giám đốc công ty giải trí lớn. Nó cũng như là một một giám đốc ha, như là đạo diễn. Khương Dừa là một bậc thầy sáng tạo nội dung các bạn. Nếu bạn là fan chân chính của các chương trình truyền hình như Thách Thức Danh Hài này, Giọng Ả Giọng Ai này, và hay xem luôn các clip hậu trường thì chắc chắn sẽ bắt gặp hình ảnh của nhân vật có tên Khương Dừa. Anh chính là người cha đẻ đứng sau chỉ đạo sản xuất làm nên thành công cho những chương trình giải trí được hàng triệu người theo dõi. Khương Dừa cũng là một cái tên lớn cùng với Kuluman làm nên thành công của một công ty Điền Quân, một trong những công ty truyền thông và giải trí phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của Khương Dừa còn rộng lớn ở chỗ anh chính là người trực tiếp cầm tay chỉ việc, từ theo dõi, cắt pin và chỉ đạo để dàn dựng nên các chương trình đình đám của Điền Quân. Đâu chỉ đảm nhận vai trò sản xuất mỗi game show truyền hình, Khương Dừa còn giúp kiếm luôn sản xuất mọi lĩnh vực, từ tin tức, kinh tế, xã hội, công nghệ, văn hóa, giải trí, tài liệu, ký sự, ẩm thực cho đến phim điện ảnh và phim truyền hình. Vị lãnh đạo này còn bắt tay với vợ của mình cho ra mắt đứa con tinh thần là bộ phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ. Và một số phim hài khác, Khương Dừa còn thể hiện khả năng diễn xuất qua những vai diễn nhỏ trong bộ phim Năm Đó Chúng Ta 18. Có thể nói Khương Dừa là một người đàn ông bản lĩnh và tài giỏi, sống giữa áp lực rất lớn, sự cạnh tranh của công việc, nhưng anh vẫn luôn tìm tòi cái mới, sáng tạo và phát triển chúng theo một cách gần gũi nhất, nhưng vẫn mang được màu sắc riêng, không hòa lẫn, không nhàm chán, dành cho chương trình của mình để được khán giả yêu mến. Với mức độ ảnh hưởng lớn của mình trong lĩnh vực giải trí truyền hình, Khương Dừa có mối quan hệ khá thân và rộng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành này, Việt Phương, Trường Giang này, Đại Nghĩa này. Anh cũng là người được các trường đại học hoặc các khóa học mời về diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm của mình về lĩnh vực truyền hình YouTube. Người là một phó giám đốc nhiệt tình trong công việc, Khương Dừa còn sở hữu riêng kênh YouTube mới hơn, tính tới thời điểm hiện tại là mới có 28 các bạn, 28, bữa nay 22, 4 năm các bạn, được theo dõi rất là nhiều, 4,56 triệu được đăng ký. Anh thường quay đa dạng
các chủ đề về đời sống xã hội con người với những mảnh đời bất hạnh miền quê, với những món ăn chân chất và chia sẻ những nội dung hậu trường hài hước độc lạ, các chương trình truyền hình, phim ảnh đang hot tại Việt Nam, với cách nói chuyện vui vẻ, giản dị và chân chất nhưng không kém phần hài hước và độ tĩnh mặn mòi của Khương Dừa đã dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khán giả ở một lứa tuổi, mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái. Khương Dừa giàu cỡ nào? Thật ra Khương Dừa rất là giàu các bạn. Lương của Khương Dừa một tháng bao nhiêu? Thì một tháng là cả tỷ các bạn. Có lẽ cũng khá nhiều người tò mò về độ giàu có của Khương Dừa trong một đoạn clip trên YouTube, trên kênh Kuluman, ông chủ của Điền Quân Entertainment, từng tiết lộ mức lương hàng tháng của Khương Dừa lên tới 1 tỷ đồng. Lương một tháng 1 tỷ mà còn đòi tăng nữa, có thấy vô lý không? Không biết đây có phải là lời nói đùa hay không, nhưng khá nhiều người cảm thấy ngạc nhiên với mức thu nhập của Khương Dừa. Thật ra 1 tỷ là có các bạn. Đây, vào phần giới thiệu đi. Đây, tham gia tháng 3, ngày 3 tháng 2 năm 2018 này. 2 tỷ 163 triệu 067 ngàn 580 lượt xem. Thì bây giờ cái lượt view này, lượt view này thì bây giờ 2 tỷ là cũng có 2 triệu đô rồi các bạn. 2 triệu đô thì nếu tính ra thì 2 triệu đô này cũng 40 mấy triệu rồi các bạn, 43 triệu rồi. Nếu như kênh Khương Dừa tính tới thời điểm hiện tại này là tầm tầm khoảng 45 triệu rồi các bạn. Xin lỗi, 45 tỷ các bạn, 45 tỷ. Nhưng mà trong khi kênh còn từ chi phí ra nữa thì nó không tới. Nếu mà tính lên cái tổng gọi là doanh thu dựa trên cái cơ sở này thì kênh Khương Dừa đã hơn 40 tỷ rồi các bạn. Có 28 tham gia 28 à. Bữa nay năm hiện tại là năm 2022. Kênh của Khương Dừa này thì có gì có, trừ chi phí thì vẫn còn lại nè khoảng 30 tỷ các bạn, trên 30 tỷ, trên 30 tỷ rất là nhiều ha. Đó, thì mình làm chủ đề này để cho các bạn tham khảo và học hỏi ha. Đó, mình tính mình quy ra tiền đổi, quy đổi ra tiền Việt là mình dựa trên cái lượt view ha. Đó, đó một tháng 1 tỷ là đúng các bạn, một năm 12 tỷ. Đó thì mình chia sẻ cho các bạn làm YouTube ha. Bạn nào muốn làm mà họ không hiểu thì để lại bình luận ha, hoặc liên hệ cho mình tư vấn chia sẻ cho. Rồi, bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Xin chào.